Cánh cửa định cư Úc ngày càng khép lại sau khi chính phủ Úc công bố cái ngân sách cho năm tài khoá 2024 và 2025. Thì cái năm tài khoá tại Úc nó sẽ bắt đầu vào tháng 7. Ngày hôm qua thì chính phủ Úc đã công bố một số cái thay đổi lớn cho những cái chương trình mà định cư hay là du học hay là đoàn tụ gia đình tại Úc. Thì có 9 thay đổi lớn như sau. Thứ nhất là đối với cái chương trình PR, tức là cấp thường trú nhân cho những người đến Úc, toàn bộ các diện sẽ bị giảm 5.000 suất, từ 190.000 xuống còn 185.000. Thứ hai là cái kinh nghiệm làm việc đối với visa 482 sẽ giảm từ 2 năm xuống còn 1 năm. Thứ ba là đối với cái diện mà được bảo trợ bởi doanh nghiệp visa 186 thì sẽ được cộng thêm 7.000 suất. Thứ tư, đối với diện skill independent, tức là cái diện tay nghề độc lập và không cần sự bảo trợ của tiểu bang hay người thân thì sẽ bị giảm phân nửa số suất mà được cấp. Thứ năm, đối với cái diện global talent visa thì trong năm nay chính phủ sẽ đóng cửa chương trình này và đưa ra một cái loại visa mới là National Innovation Visa. Thứ sáu, đây là một cái loại visa rất quan trọng và được nhiều giới doanh nhân và đầu tư Việt Nam quan tâm, đó là visa 188. Thì chính phủ đã đưa ra thông báo chính thức là đóng cửa hoàn toàn chương trình visa 188 này. Và trong năm 2024 này, cuối năm, chính phủ sẽ có thể đưa ra một cái loại visa mới và được gọi tên là National Innovation Visa luôn. Và dự kiến là cái mức đầu tư theo cái chương trình mới này sẽ từ 7 triệu đô la Úc trở lên. Thứ bảy, cái lượng người nhập cư vào Úc sẽ bị giảm phân nửa, từ 528.000 từ năm tài khoá năm trước xuống còn khoảng 260.000 vào năm tài khoá này. Cái lượng người nhập cư được tính ở đây không chỉ bao gồm những người qua định cư mà bao gồm cả những em du học sinh sẽ bị giảm phân nửa. Như vậy là cái số lượng người nhập cư vào Úc sẽ giảm đáng kể, bởi vì cái lượng du học sinh sẽ bị hạn chế vào Úc bởi vì những lý do khắt khe hơn. Thứ 8 là các trường học tại Úc sẽ bị cap, tức là bị hạn chế cái số tuyển sinh từ nước ngoài. Và nếu như mà họ muốn tuyển sinh thêm du học sinh hay là học sinh thì họ sẽ phải xây thêm ký túc xá. Thứ 9, đối với các loại work and holiday visa từ các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ thì cũng sẽ bị hạn chế và sẽ đưa vào một cái danh sách xổ số, và qua đó các ứng viên sẽ được chọn lọc một cách ngẫu nhiên. Như vậy là tổng kết lại thì cái năm tài khoá 2024 và 2025 sẽ là cái năm bản lề và sẽ đem đến những cái thay đổi rất lớn lao đối với những chương trình mà định cư Úc.